nằm rồi em chơi thì em phải đi mua mua gì? Mua gì chứ? Mua rồi. Không được bước ra khỏi cái dây sạc. Đúng chị. Em cũng thế. Giờ mình thấy lại cho nó hoàn nhà đi. Gặp lại các bạn trên những video sau. Hãy cho mình một like và subscribe nhé. Y như lên đồng men đấy. Chưa là cung chúa hả? Qua tập cung chúa. Qua tập 3 như thế này hay là như thế này? Như thế này.